Kế là một bộ phim võ hiệp cổ trang do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn và viết kịch bản. Bộ phim nhận được rất nhiều sự chú ý từ các nhà phê bình và khán giả trong nước nhờ vào sự tham gia hùng hậu của dàn sao nổi tiếng cùng với ekip tham gia thực hiện tên tuổi. Truyện phim Mỹ Nhân Kế xoay quanh băng nhóm của Kiều Thị do Thanh Hằng thủ vai và các nữ sát thủ trá hình kiều nữ ở đường Sơn Quán, đó là Đào Thị do của Ngọc Quyên đóng, Mai Thị Diễm My Chín Đích đóng và Liễu Thị Kim Dung đóng. Họ cướp của người giàu, quan lại tham ô với mong muốn tích đủ số tiền để có được cuộc sống như ý. Sau 7 năm, cuộc sống và sự nghiệp của dàn diễn viên trong phim Mỹ Nhân Kế cũng có nhiều thay đổi. Hãy cùng xem các mỹ nhân của chúng ta giờ ra sao nha. 1. Thanh Hằng. Hơn 10 năm bước đi trên sàn catwalk, Thanh Hằng trở thành cái tên quen thuộc với khán giả trong vai trò một người mẫu kinh nghiệm. Bước chân sang lĩnh vực mới, người mẫu mất hơn 13 năm cố gắng mới thoát khỏi các diễn viên tay ngang. Trải qua hàng loạt vai diễn trong những cô gái chân dài, nụ hôn thần chết, gia tài bác sĩ, những nụ hôn rực rỡ, người mẫu và phim Mỹ Nhân Kế, Thanh Hằng dần chứng minh khả năng diễn xuất và tạo ấn tượng tốt với người xem. Năm 2018, người đẹp cũng ghi dấu ấn với vai Ba Chân cho Mẹ Chồng và Mỹ Dung trong Tháng Năm Rực Rỡ. Nhân vật của Thanh Hằng thường có cá tính và mạnh mẽ, gây ấn tượng với người xem. Bên cạnh đó, mỹ nhân họ Phạm còn ghi dấu thành công ở lĩnh vực thời trang khi gây chú ý với vai trò huấn luyện viên tại các cuộc thi của The Face. Những nỗ lực của cô đã chứng minh cô là một nghệ sĩ đa năng và khó ai có thể thay thế được Thanh Hằng. 2. Tăng Thanh Hà. Cách đây 10 năm, Tăng Thanh Hà vụt sáng và trở thành một ngôi sao được săn đón của showbiz nhờ vai diễn trong Bỗng Dưng Muốn Khóc. Vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết cùng với nụ cười rạng rỡ của Tăng Thanh Hà đã đốn gục trái tim của nhiều người. Sau thành công của Bỗng Dưng Muốn Khóc, Hà Tăng tiếp tục tham gia một dự án điện ảnh như là Đẹp Từng cm, phim Mỹ Nhân Kế, Cánh Đồng Bất Tận. Nữ diễn viên Tăng Thanh Hà được báo chí và người hâm mộ tặng cho danh xưng Ngọc Nữ của điện ảnh Việt. Năm 2012, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà gây bất ngờ khi lên xe hoa với doanh nhân Louis Nguyễn và giải nghệ từ bỏ ánh hào quang khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Hiện tại, người đẹp Tăng Thanh Hà đã là bà mẹ, hai con, có ít tham gia hoạt động showbiz để tập trung giúp cho gia đình chồng phát triển kinh doanh và chăm sóc các con. 3. Ngọc Quyên. Ngọc Quyên bước chân vào làng thời trang năm 16 tuổi. Xuất phát từ lý do phải kiếm tiền phụ giúp gia đình, tuổi trẻ và sắc đẹp đã khiến cô rất thuận lợi trong việc tìm một chỗ đứng trong sự nghiệp của mình. Lấn sân sang phim ảnh, cô cũng gặt hái được nhiều thành công nhất định với bộ phim Mỹ Nhân Kế. Cũng trong năm 2013, người đẹp sinh năm 1988 lọt vào top 4 bước nhảy hoàn vũ và giành giải cặp đôi được yêu thích nhất. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Ngọc Quyên bỗng theo chồng Việt Kiều bỏ cuộc chơi. Vị hôn phu của Ngọc Quyên tên là Richard Lê, là người Mỹ gốc Việt. Cả hai quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Cặp đôi đi đến quyết định kết hôn chỉ sau một tháng hẹn hò. Trong khoảng thời gian chung sống, Ngọc Quyên tâm sự là cô và chồng thường xuyên xảy ra xích mích, tranh cãi. Vào tháng 10 năm 2018, cô xác nhận vợ chồng đã ly hôn sau 4 năm gắn bó. Ngọc Quyên thừa nhận hôn nhân tan vỡ một phần vì cả hai không hòa hợp, nhưng quan trọng hơn cả là chồng cũ ngoại tình. 4. Diễm My. Sớm bước chân vào làng giải trí bằng các bộ phim truyền hình dành cho lứa tuổi học sinh, Diễm My 9X đã là một gương mặt quá đỗi quen thuộc với người hâm mộ trong lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy. Sở hữu gương mặt thanh tú cùng với thân hình chuẩn, Diễm My liên tục được mời góp mặt trong nhiều phim như là Thiên Sứ 99, Dòng Đời Nhiệt Ngã, Làn Môi Trong Mưa, phim Nhĩ Nhân Kế, Cô Ba Sài Gòn. Và tháng 8 của năm 2019, dư luận không khỏi xôn xao trước ồn ào hình ảnh của Trương Thế Vinh và một nhãn hàng thời trang. Trong khi nam ca sĩ được dân cư mạng ủng hộ, nhiều sao Việt lại bị ném đá vì vào hùa nói xấu đả kích đồng nghiệp. Dù nam ca sĩ không sai, trong số đó có Diễm My 9X đã hồn nhiên đăng ảnh với lời chia sẻ được cho là sắp xỉm đàn anh. Sau sự việc, người đẹp và công ty chủ quản đã gửi lời xin lỗi Trương Thế Vinh và fan của anh trên fanpage công ty. Dù vậy, hành động này vẫn khiến cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay cô. Năm 2020, cô tái xuất với vai diễn Linh trong phim Tình Yêu Và Tham Vọng. Bộ phim khá thành công với nhiều tình tiết hấp dẫn, cùng với đó là diễn xuất nổi bật của Diễm My. 5. Kim Dung. Kim Dung là cái tên gây bất ngờ nhất khi được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chọn đóng phim Mỹ Nhân Kế. Vốn xuất thân từ Cascader, nữ diễn viên Kim Dung gây ấn tượng với các màn đánh đấm, bay người lên đòn kẹp cổ đối phương mà không cần hỗ trợ dây cáp. Trong sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên Kim Dung còn tham gia nhiều phim truyền hình Việt Nam chuyên trị vai những nhân vật mạnh mẽ, giỏi võ nghệ. Dù tham gia một vài vai phụ và chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú, nhưng sau 7 năm qua, Kim Dung vẫn là cái tên không mấy nổi trội. Có tài năng, nhưng Kim Dung bị đánh giá là thiếu điểm nhấn để nổi bật giữa dàn người đẹp VBiz. Trên đây là 5 người đẹp trong phim Mỹ Nhân Kế sau 7 năm. Người hạnh phúc viên mãn, người hôn nhân không thành, nhưng họ vẫn sẽ là người đẹp trong lòng khán giả phải không ạ?
Đến đây thì video của Blog Việt xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của Blog Việt nha. Thank you.